Vâng, nhà đất bên em hôm nay lại gửi đến cho quý anh chị về cái nhà đầu tư một mẫu sản phẩm là đất vườn, đất rẫy ạ. Và đất ở đây thì có diện tích là 2,1 hecta. Và đất của mình nhé, nó ôm theo cái mặt đường đất như thế này này. Đó, cái mặt đường đất này là dài tầm mà một trên 150 mét nhé. Đó. Và đoạn đường này thì sắp tới đây thì đổ bê tông luôn ạ. Và từ cái mảnh đất của mình đây mà đi ra đến cái đường bê tông mới làm thì cách cho chúng ta là 500 mét ạ. Và mình di chuyển từ cái chỗ em đứng đây mà đi ra đến đường tỉnh lộ 665 thì nó rơi về cho chúng ta là 1 km ạ. Thì với cái mẫu sản phẩm này thì hiện tại bây giờ đang là được trồng sẵn là 1.300 cây cà phê tơ và đã có giếng khoan điện sẵn hết rồi, với lại là còn lại là 8 sào đất trống nhé. Và đất của mình nó cách khu dân cư thì chỉ tầm 700 mét. Và nếu như mà chúng ta đo theo đường chim bay thì đến đường tỉnh lộ 665 này, đến trung tâm ủy ban xã này, trường học, chợ này thì chỉ 800 mét thôi ạ. Thì với cái mẫu sản phẩm mà nó gần với dân cư như vậy và đã có sẵn nguồn thu, điện nước đầy đủ. Nhưng mà cái giá ngày hôm nay Liên đưa ra thì cũng khá sốc cho quý anh chị nhé, là tổng cái diện tích này nếu như mà năm nay quý anh chị mua mà để cho bên chủ nhà thu kè thì chủ nhà sẽ bán với cái giá là 970 triệu. Và nếu như mà quý anh chị để cho quý anh chị thu thì chủ nhà sẽ bán cao hơn 100 triệu ạ. Đó, và với cái mức giá này thì chủ nhà sẽ bao sang tên sổ sách đầy đủ cho quý anh chị khi đến với mẫu sản phẩm này nhé. Cà phê của chúng ta này, cà phê là cà phê tơ hết nhé, 1.300 cái cà phê tơ. Đất của mình thì đất sỏi đỏ ạ. Đó. Và lâu lâu thì nó cũng có đá một cô như thế này, đá này thì nó đá nổi thôi, nói chung là mình cào lại nó cũng rất là dễ. Còn xuống phía góc dưới kia nha thì nó đá nó cũng lõm chõm như thế này, này chứ không phải là gọi là đá bàn đá tảng. Nói chung đất này thì mình trồng mà cà phê thì thoải mái rồi. Với lại là còn một ít điều điều lớn, một ít bơ. Đó. Với cái sản phẩm này mình khi đứng chỗ này mình dòm ra một xíu. Đó, ủy ban xã nằm chỗ này và trường học này, dân cư này rất là thuận tiện. Những cây cà phê này, cà phê tơ cho nên này trái nhá. Bây giờ thì mùa mới bắt đầu đậu trái cho nên là mình chưa thấy to nhá. Về đậu trái này, cà phê tơ cho nên là sản lượng của chúng ta rất là ok. 1.300 cái cà phê tơ đều hết như thế này. Đó. Với cái diện tích 2 hecta này và giá 970 triệu, chủ nhà bao sang tên sổ sách hết. Đó, thì quý anh chị nào mà chúng ta muốn sở hữu cho mình một mẫu sản phẩm đất rẫy và giá rẻ như vậy thì gọi vào số điện thoại, số Zalo em có ghim lên trên màn hình ạ. Em sẽ đi lên giếng này cho quý anh chị xem nhé. Giếng của chúng ta là giếng khoan này, ống này, giếng vô vi nước này. Đó. Chủ nhà thì mới làm cành này. Đó. Trái không? 1.300 cái cà phê. Liên nói lại một lần nữa là với cái mức giá 970 triệu thì chủ nhà sẽ thu kè nhé. Và với cái mức giá 1.070.000.000 triệu thì mình sẽ thu kè. Nó chênh lệch nhau 100 triệu à. Thì khi chúng ta đến xem sản phẩm thì sẽ gặp chủ nhà để chúng ta thương lượng trực tiếp để nó dễ hơn ạ. À. Sổ sách đầy đủ nhé. Kè trái rất là ok à. Đây, chắc đất này. Đỏ pha sỏi ạ. À. Giếng điện. Nước thì thoải mái rồi. Vì là cà tơ cho nên này. Trái. Cà phê này siêu trái luôn ạ. À. Để trong nhà chúng ta là 1.300 cây cà phê tương đương với 1 hecta nhé. Còn 8 sào là đất trống. Và Liên cũng nói luôn thì cái sản phẩm của mình thì 1 hecta thì nó 1 hecta 1 hecta 4 thì nó bằng phẳng như thế này.
Và còn phần còn lại 8 sao thì nó có một cái độ truyền nhẹ, độ truyền này, truyền góc như thế này. Cà phê của mình thì ăn qua bên kia, nó góc này là truyền này, góc truyền này. Đó. Tổng cái diện tích cái lô đất của mình đó, thì có tầm 7 đến 8 sao là đất truyền như thế này nhé. Và đá nó sẽ như thế kia, nó cũng như là đất cà. Khu này mình múc hố mình trồng cà hết ạ. Thì đất này nó rất là thích hợp ạ. Ở dưới thì giáp của chúng ta là một cái suối nhỏ này. Đó. Giáp suối nhỏ nhé. Đường này, đường bê tông này và trường mẫu giáo này, ủy ban xã này nằm hết chỗ này. Cách chúng ta chỉ 800 mét thôi ạ. Với cái sản phẩm này thì nó sẵn điện nước và nguồn thu rồi. Và hiện tại bây giờ thì chủ nhà cũng đang là cần tiền để xử lý một số công việc. Cho nên là với cái diện tích này anh bán với cái giá 970 triệu. Thì có thương lượng cho quý anh chị nhé. Rất là gần với khu dân cư. Cách đường bê tông chỉ 500 mét thôi ạ. Kè của chúng ta này đang là làm cành, kè chúng ta nhé, cành lá rất là đẹp, dàn cành rất là ok. Cà này thì sang năm mà thu thì khỏi phải nói luôn, vì là chủ nhà ở xa cho nên là năm nay chủ nhà cho anh em ở xóm ạ, là thuê, cho nên là bán thấp hơn 100 triệu là để bên thuê họ thu ạ. Và nếu như mà quý anh chị mà chúng ta muốn nhận đất luôn thì sẽ mua cao hơn với mức giá là 100 triệu để trả lại cho anh thuê nhé. Nói chung là một mảnh vườn đẹp ạ, biên ranh rõ ràng, giếng điện nước đầy đủ ạ. Điện của chúng ta là điện hai pha này, giếng khoan này. Và cái mẫu sản phẩm này của chúng ta nhé, thì ra đến trung tâm huyện Chư Bờ Rông thì nó rơi vào cho chúng ta là tầm 16 km, và mình đi ra thành phố Gia Lai thì là 45 cây nhé. Đường xá thì rất là thuận tiện ạ. Với cái mức giá cà phê bây giờ thì cả trăm ngàn một ký, hơn 100 ngàn một ký nhân à. Liên không biết rõ nhưng mà tầm đó. Này mình làm nhà vườn cũng rất là được ạ. À. Đường này thì cũng sắp đổ bê tông rồi. Đó. Ra đến trường học ủy ban rất là gần. Đó. Mọi thông tin chi tiết thì quý anh chị có thể là gọi trực tiếp vào số điện thoại, số Zalo liền có ghi bên trên màn hình để được tư vấn kỹ hơn ạ. Và gửi thông tin sổ sách. Và bây giờ thì Liên cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị một ngày mới an lành ạ. Và xem kênh nếu yêu mến kênh thì cũng bấm cho Liên một nút like, một nút đăng ký để có thể theo dõi những mẫu video tiếp theo nhé.